nghèo, nhưng kịch bản đó vẫn chưa xảy ra. Và họ cũng đang cố gắng bắt lẻ ở đây. Họ bắt được một lần vào Invisible, nhưng lần thứ hai thì sẽ là được hay không đây? Đáp trả bằng đó là một trận cuối ba phi tiêu cũng khá gắt đến từ vị trí của Quỳnh Cùng. Tổng thống Beret bắt đầu lên ngựa rồi. Anh ta đã cố gắng truy tìm đối phương, nhìn thấy Phú rồi. Phú lướt được hai lần, Phú lướt được ba lần, tốc biến. Có lẽ là anh ta sẽ được tổng thống thôi. À, rất kinh, rất khủng khiếp tới từ Phú, vẫn đang rất tự tin quay về trở lại đánh đá ở mối số lận như Quỳnh Cùng ở đây. Nào, thôi rồi, nào, thôi, nào, chưa nào. Đây là Invisible. Hôm nay tôi sẽ quay lại bài nhạc kỷ niệm của bao người nha. Quay lại nhạc tấm lòng sau nha anh. Ok. Này quay lại nhạc Blue Sebek nha anh em.
300 km nhưng rất chi là dễ chấp. Ta nha, sao nữa? Mỗi tình cộng vui vai tiếc cho duyên phận mình ngang.